Xin được giới thiệu, tên của em là Thiên Kim. Em năm nay 24 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Và hiện tại nghề nghiệp của em đang là kinh doanh một quán trà sữa và một số thời trang tại nhà. Con nhỏ tuổi mà giỏi quá. Rất là giỏi. Thế em có gì có thể chia sẻ về cái tuổi thơ của mình không? Nó có gì khác biệt so với các bạn đồng trang lứa? Cái tuổi thơ của em thì em đã có cái khát khao trở thành một người con gái từ lúc còn nhỏ rồi. Thì từ khi mà em nhìn thấy chị của mình á, chị họ của mình mặc những bộ đầm, mặc những chiếc áo dài thướt tha, thì lúc nào em cũng khát khao được mình được trở thành một người con gái và mình được là chị, gương mặt của mình là chị. Cái lúc mà em phát hiện ra đó là em bao nhiêu tuổi ha Kim? Dạ, từ nhỏ rồi, từ lúc mà em còn học tiểu học luôn. À, là nhỏ xíu. Khi mà hồi đi học đó, em có bị bạn bè cười chê không? Ví dụ nó hơi nữ tính đó. Tại vì lúc nhỏ thì nhìn em cũng kiểu baby cute, cũng dễ thương á, nên là được nhiều bạn thích. Và cũng có một số bạn nữ cũng có theo đuổi em từ khi còn đi học. Theo đuổi là yêu em luôn hả? Dạ cũng có. Năm lớp 10 em có một mối tình với một bạn nữ. Đó kiểu quen theo phong trào thôi. Thì mình thấy mấy bạn nam khác có người yêu thì mình cũng nhìn cũng yêu luôn. Mình cũng đẹp trai nên là mình cũng thử xem quen một người con gái như thế nào. Thì lúc đó cũng quen được một thời gian thì em không có thể nào có tình cảm được với những người bạn nữ đó hết. Em mới thú nhận với bạn đó và chúng em chia tay. Bạn đó cũng có nói là bạn sẽ luôn ủng hộ những cái quyết định của em cho dù em quyết định như thế nào. Rồi đến bao giờ thì em bắt đầu có tình cảm với bạn trai? Thì đến năm 11 em có một mối tình yêu đầu tiên. Thì chúng em quen nhau rất là hạnh phúc và khi mà gia đình của anh ấy bắt kết hôn thì em là người quyết định chia tay để anh có thể lập gia đình. Và hiện tại thì anh đã có được 2 con và gia đình họ rất là hạnh phúc. Đến khi nào á thì cái ước mơ trở thành một cô gái của em lớn và em quyết định thực hiện nó? Thì cách đây khoảng vài tháng thì em có đi một buổi lễ giỗ tổ ngành sân khấu. Thì có một người bạn tổ chức ngày đó thì em đến thì em có một người thầy. Thầy ấy nói là thôi hôm nay em thử làm một người con gái thử xem sao, cho mình một chiếc áo cưới màu trắng rất là đẹp. Thì khi em mặc vào chiếc áo cưới đó, em giống như là sau 24 năm mình bị gò bó quá, đột nhiên mình chợt tỉnh dậy. Tại sao thời gian qua mình không thể là chính mình, mình không được làm chính mình và mình không tự tin. Thì khi đó em bắt đầu nuôi cái ước mơ được trở thành một người con gái thật sự. Em bắt đầu về nhà và lấy hết số tiền dành dụm của mình buôn bán được để quyết định lên Sài Gòn. Em đi nói tóc, em tìm chỗ tiêm hóc môn. Thì lúc đó là em bắt đầu muốn trở thành người con gái thật sự. Là bắt đầu mắc được con gái luôn? Dạ, lúc cách đây khoảng 3 tháng à? Dạ, khoảng gần 3 tháng. 3 tháng tới giờ luôn đó. Dạ. Ủa rồi vậy nó là một khoảng thời gian mới ngắn đây thôi. Mới 3 tháng à? Thì gia đình của em có ai biết chưa? Dạ thì hiện tại thì tại vì khi mà em quyết định tiêm hóc môn và nối tóc á, thì khi về nhà thì em sợ gì mình biết, em sợ ngoại biết. Thì em về nhà em phải cuốn tóc lên và phải đội nón suốt từ sáng đến tối. Bởi vì em bán trà sữa thì em ở ngoài đường thôi à, nên là em đội nón là gì với ngoại cũng không có để ý. Thì suốt được vài ngày như vậy em không chịu nổi nữa và em quyết định xin dì với ngoại để chuyển đến một cái phòng trọ gần nhà, để với lý do là mình muốn tự lập và muốn mở rộng kinh doanh hơn. Thì khi đó thì em mới được là chính mình, mới được để tóc dài, được mặc đồ nữ. Thì may mắn là dì và ngoại không có nhìn thấy em trong ngoại hình là nữ. Chưa gặp em hình dáng em là nữ luôn. Dạ đến thời ngoại giờ với gì gia đình chưa biết luôn. Dạ chưa. Anh có một thắc mắc nhỏ nha. Là nãy giờ em kể về ngoại và dì của em thì anh không thấy em nhắc ba, về bố mẹ. Thì anh chỉ thắc mắc là hoàn cảnh gia đình của em như thế nào? Dạ thật sự thì em là một người có khiếm khuyết gia đình từ nhỏ. Thì ba mẹ em ly dị khi em còn học tiểu học. Thì mẹ em đi thêm một bước nữa và có một gia đình mới. Ba em thì cũng cách đây rất là lâu rồi. Thì chủ yếu em sống với ngoại từ khi mới sinh ra là. Thì ngoại là người nuôi dưỡng em, ngoại chăm sóc cho em từ nhỏ và rất là thương em, thương hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Thì và cái người mà cung cấp tài chính cũng như nuôi cho em ăn học từ nhỏ đến lớn luôn là dì ba. Thì ngoại và dì ba là hai người rất là quan trọng đối với em. Nhưng mà bởi vì em giống như là em bị áp lực về cái vấn đề là mình không có ba mẹ, không có được người bảo vệ á, nên là em rất là sợ khi phải chia sẻ câu chuyện của mình với ai. Em thu mình lại và em không dám chia sẻ với ai bất cứ điều gì hết. Ngoại và dì cũng chưa bao giờ có một lần trực tiếp thẳng thắn để tìm hiểu về cái giới tính của em hay là thừa nhận về giới tính của em. Đó là chưa trực tiếp thẳng thắn nói chuyện với nhau thôi. Dạ, còn có giờ. Khi nào dì hoặc ngoại em tỏ ra nghi ngờ về giới tính của em chưa? Sự thì em nghĩ là ngoại và dì cũng có nghi ngờ. Nhưng mà chắc là ngoại thương em, ngoại sợ em bị tổn thương nên là ngoại không có hỏi thẳng thắn em. Tại em nghĩ là ngoại muốn em tự thừa nhận hơn. Còn bạn bè, những người xung quanh em có
có thấy được em làm con gái chưa? Bạn bè thân của em á? Dạ có, những phản ứng của họ như thế nào? Họ chỉ khen em đẹp và ủng hộ em. Và cũng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều không có thích mình. Thì những ngày đầu khi mà em mới vừa come out trên trang cá nhân thì nó thật sự rất là khó khăn với em. Em lúc đó em hụt hẫng á. Rồi khi mà bà ngoại em á, với dì em á, chưa bao giờ nói ra một cái điều đó với em á, thì em đã bao giờ suy nghĩ là mình sẽ là người chủ động nói ra cái vấn đề đó trước chưa? Thật sự thì đó cũng là một cái điều em trăn trở rất là lâu. Thì hôm nay em có một cái khát khao là được thẳng thắn chia sẻ với ngoại, trực tiếp với ngoại rằng cái ước mơ của mình như thế nào và những cái năm tháng vừa qua em phải rò bó mình như thế nào. Thì em sáng nay em có mời ngoại đi cùng em đến trường quay ngày hôm nay để em được một lần thật sự tự tin nói với ngoại về cái ước mơ của mình và cho ngoại thấy được cái ngoại hình hiện tại của em. Là đây là lần đầu tiên ngoại thấy em ở trong ngoại hình. Dạ, thì khi sáng đi lên chung với ngoại á, thì em cũng là một người con trai. Ở nhà em cũng mặc đồ con trai khi mà gặp ngoại. Và bây giờ thì em muốn được cho ngoại thấy ngoại hình thật sự của em. Mà em làm sao em có thể giấu ngoại được cái hình hài như vậy? Tại vì em cột tóc lên, em đội nón. Dạ. Em mặc đồ con trai luôn. Dạ, em mặc đồ con trai. Vì trước giờ cái phong cách của em thì ngoại kiểu cũng rất là tự hào về em. Ngoại thích cách em mặc đồ như thế nào nên ngoại ít khi nào thắc mắc về cách mặc đồ của em lắm. Vậy là em có mời ngoại đi chung với em lên đây luôn hả? Dạ, thì hôm nay em có mời ngoại đến trường quay ngày hôm nay để được gặp em với ngoại hình như thế này. Trời ơi, sao hồi hộp quá vậy? Bây giờ mình có thể nào mình mời ngoại ra được không? Xin mời bà ngoại của Thiên Kim. Mời con xin được phép mời bà đứng ở đây để đối diện với người cháu của mình. Ngoại thấy cũng đẹp. Đẹp. Thì cháu mình muốn thì gửi để tự nhiên cho cháu mình. Dạ, trước đây bà đó. có cảm giác gì về cháu mình là sẽ trở thành như thế này? Có khi là bà nghi ngờ không? Không có nghi gì hết. Cũng tự nhiên à, không có nghi gì. Thì cháu nó mời mình đi thì mình đi vậy đó. Nhưng mà bà biết là bé thích làm con gái không? Thì nghe mấy đứa bạn đồ này kia cháu xung quanh nó lên mạng đó. À, là đã nói cho bà nghe rồi nhưng mà chưa thấy. Chưa bà nghe phong phanh rồi. Nghe rồi nhưng mà không thấy. Bây giờ thì cháu xin mời bà thấy với rồi. Thiên Kim cùng về chỗ của mình. Sự là hôm nay con muốn mời ngoại đến đây đi với con. Thì lúc sáng thì con cũng có giả dạng như là con trai chứ ngoại không có bất ngờ. Thì con muốn nhân ngày hôm nay thì ngoại nhìn con với ngoại hình là con gái và muốn chia sẻ với ngoại là cái khát khao được trở thành một người con gái của con rất là lớn. Và con hy vọng rằng ngoại sẽ ủng hộ cũng như gia đình mình sẽ ủng hộ để con có thêm động lực. Và hy vọng gia đình mình sẽ bảo vệ con trong những ngày sắp tới. Thì con biết là những ngày sắp tới sẽ rất là khó khăn bởi vì những cái ý kiến ở dưới quê của mình rất là tiêu cực và họ tác động đến gia đình mình rất là nhiều và con sợ gia đình mình sẽ mất mặt khi mà nghe cái câu chuyện từ bên ngoài. Ước nguyện của mình, lòng mình muốn làm sao được thì tự nguyện mình làm. Vậy thôi chứ đâu có gì thì người ta nói sao phải nói rồi. Dạ đúng chuyện rồi. Đó. Phải không? Nhưng mà con chỉ sợ là tại vì con muốn là con ý là người... con muốn thì con cứ làm thành công. Rồi ngoại có cảm thấy buồn hay giận gì cháu mình không ạ? Không, đâu có là giận hờn gì đâu. Ý muốn nó thích thì nó làm, chứ mình đâu có cản được. Rồi thì một tuổi thơ gắn liền với ngoại á, thì ngoại cảm nhận như thế nào về đứa cháu của mình? Thì hồi nhỏ lớn ở với ngoại. Nhưng mà nhìn cháu này có đẹp không? Đẹp. Giống con gái. Giống con gái. Đây là chị ở nhà mà cũng nhiều người khen dữ lắm rồi coi trên mạng nhưng mà trên mạng tôi nói nghe ngoại chưa thấy. Vậy là thành công không ngoại ha? Rồi ngoại ơi, bây giờ nếu như Thiên Kim có ý định muốn chuyển giới để trở thành người con gái luôn thì ngoại thấy thì ngoại có ủng hộ không ngoại? Thì ý của nó muốn thì nó được ủng hộ, thì tiền bạc thì ngoại đâu có tiền bạc gì đâu ủng hộ.
Mà ủng hộ tinh thần được rồi. Mà ủng hộ tinh thần. Một tuổi thơ gắn liền với ngoại á, thì ngoại cảm nhận như thế nào về đứa cháu của mình? Thì hồi nhỏ lớn ở với ngoại, nuôi nó không nào, mẹ nó cũng đi làm đâu có nhà đâu. Rồi thằng ba nó cũng mất nữa đó. Ba nó mất 39 tuổi rồi. Rồi mẹ nó có gia đình khác. Cũng có thằng em trai học lớp 7 rồi. Thì giờ ý của nó muốn làm gì được, có mặn được gì, cái cơ sở gì được thì cứ làm. Thì em cũng đang rất là cố gắng trong công việc kinh doanh của mình để có thể dành dựng và có một số tiền để chứ đi. Giờ già rồi, sáu mấy tuổi rồi, có chỉ nuôi hồi nhỏ là học là tiền, tốn tiền dữ lắm rồi. Thấy cái tánh thì giống vậy đó, không có thấy chơi với con trai. Chơi con gái từ nhỏ. Rồi sau này đó, có quen cái thằng đó ở bên Phú Tân đó, con trai. Cái con trai ủa, là biết ngoại, là ngoại biết luôn. Biết. Thằng đó bán tiệm điện thoại di động hay gì đó. Cái đó vậy là ngoại biết đầu tiên của em. Ngoại biết chứ ngoại không nói ra. Ủa, em làm sao để ngoại biết vậy Kim? Cái lúc trước thì anh nó có qua sửa máy vi tính bên nhà một lần thì ngoại thấy. Biết chứ, biết, nghe. Có nghe đó rồi hình kỳ đó đi ngang. Ở đi lễ đó, ngang cái nhà. Tại vì mối tình của gia đình tình đó nghiêm túc. Nó kêu đi cũng vợ, giờ hai đứa con hay gì rồi. À, ủa vậy hả mày? Con là bị gia đình giàu, tao bắt buộc con. Gia đình giàu có, tao bắt buộc có con. Với con tao có hiếu. Ý muốn. Nhưng mà cái người đó có thương em không? Dạ, thương lắm chị, rất là thương. Thương hả ngoại? Thấy thương lắm. Dạ. Có như là ngoài cái thà độn giờ biết cái tính chứ. Của Kim từ đó giờ rồi. Rồi dẫn chắc cái dẫn đến nhà chơi hả ngoại? Chứ cũng quen với con gái nhà giàu người ta dữ dằn luôn mà cũng đâu có. Không không thích. À. Mà con đó nhỏ đó cũng thương dữ lắm đó. Mà thấy nó không thích đó. Thì thấy con trai nhỏ nhẹ rồi sinh trai thì đương nhiên là thương rồi. Cái thương bạn bè nó khác, cái thương cái vậy là ngoại rất là gần gũi với Kim á. Rất là gần gũi. Thì ngoại ơi, hàng xóm láng giềng của mình có to nhỏ gì với ngoại không? Có một cái bữa hổm là lên mạng lên gì đó thì tao cũng nói dữ lắm, nó trời ơi giờ nó thành con gái rồi. Rồi khi mà ngoại nghe như vậy ngoại có buồn trong lòng không? Đâu có gì đâu buồn, tự ý cháu mình muốn làm gì làm chứ buồn gì. Tại cái sở thích mà ngoại đúng không? Sinh ra người ta cũng muốn không đâu. Được mà không cản cũng không được. Và cái số phận mỗi sống người là ý thích. Miễn sao mà sống lắm. Tốt là được hai ngoại ha. Ngoại cũng rất là thoải mái, rất là thương cháu. Thương cháu, vì ngoại thương cháu nên ngoại chấp nhận. Chứ giờ ngoại cũng gần đất xa trời rồi, đâu có cái gì khả năng mà lo nó được đâu mà. Thôi kệ, thí dụ nó làm cái nghề nghiệp gì, có tiền, có bạc, đủ sống cho nuôi thân nó đi. Bị gì và cha mẹ không có còn đủ mà nuôi. Mẹ thì mặn mướn ở Bình Dương nè. Kim ơi, khi mà em come out với ngoại như vậy á, em có nghĩ là ngoại có gì buồn hay giận em không? Thật sự thì... Và em biết là ngoại cũng rất là tự hào về em từ trước đến giờ. Nên là em nghĩ nếu như mà em trở thành một người con gái thật sự thì nhìn thấy ngoại hình của mình cũng hoàn hảo, không có lem luốc hay là không có phải làm gì cho gia đình mình mất mặt á, thì em nghĩ là ngoại sẽ không có buồn hay là giận gì em á. Và em tin vào điều đó. Thì ngoại ơi, con chỉ muốn hỏi ngoại là tí nữa ngoại có thể tự tin đi ra ngoài đường với lại cô cháu gái của mình không? Cũng được chứ có sao đâu. Ví dụ cũng được mà. Nhưng mà khi con đi ra đường con cũng sẽ đẹp chứ không có kiểu lem luôn. Đó là con tin. Thì đâu có gì đâu, con tin. Nghĩ là con nghĩ á ngoại ơi, bây giờ thật sự cái xã hội hiện tại bây giờ của mình rất là thoáng về vấn đề chuyển giới hay là cộng đồng LGBT và tất cả mọi người nhà nước cũng đã công nhận rồi. Phim rồi người ta cũng biết. Thì đâm ra cái chuyện này nó thực sự nó rất là bình thường. Dạ. Không ai cười ai hết. Cười người hôm trước hôm sau người khác người ta cười lại. Đâm ra là chưa chắc là mình như nào. Đâm ra là con nghĩ là con trai hay con gái hay là những người trong cộng đồng LGBT bây giờ nó cũng quá ở đa hệ rồi. Miễn sao mà sống tốt là được rồi ha thầy ha. Phải không? Dạ. Miễn sao mà sống tốt là được rồi ha. Dạ. Mình cũng đâu có lấy giật tiền ai hay là mình làm gì phán dạ, mấy đúng ai rồi. Đâu mình tự mình ý thích mình. Vậy đó. Chứ không có gì. Rồi, quay trở về với câu chuyện của Kim nhé. Thì sau khi em come out với mọi người trước á, những cái khó khăn em phải đối mặt trực tiếp là gì? Em mất những người bạn rất là nhiều. Thì lúc đó là em đã hơi buồn. Ví dụ như có người nói em là đồng bóng, có người nói em, những cái người quan niệm ở dưới quê thì họ sẽ quan niệm là nếu như mà đã là BD thì sẽ đi nuôi trai. Thì họ e ngại khi để cho con của mình đến để mua trà sữa của em, sợ con của họ giống em. Sabila. Dạ. Đúng không? Những mọi người cứ hay nghĩ như vậy. Dạ, dạ. Dưới quê ông là... Cậu nó cũng vậy. Dạ. Con của cậu nó ở dưới quê cũng...
không có cho chơi với lại Kim. Dạ. Là Sabila. Dạ. Cậu đó, cái này đó rất là sợ, trời. Cậu đó rất là sợ con của cậu chơi chung với em và sẽ bị lây em. Thì cậu không có cho lại gần em, tiếp xúc em hay là tới lui gì với em hết. Nói chung là lúc đó em cũng rất là buồn, nhưng mà mình thấy cái việc đó là cũng không có gì đáng để mình để tâm. Nó ghét mà nó có thằng con thứ ba cũng hơi hơi. Thì con nói là ghét của nào là trời cho của nấy. Đâm ra là bây giờ mình đừng bây giờ cười mình, cười người. Mình có ghét ai, kệ ai. Và đừng có ghét. Ví dụ ai muốn sống gì ghét của nào thì trời cho của đó. Em cố gắng vượt qua và em nhìn lại xem cuộc sống của mình như thế nào. Thì em thấy cuộc sống của mình hiện tại rất là tốt. Và em không phải nhờ vả ai, không phải xin ai. Bởi vì em biết một điều là trong cuộc sống này không ai có quyền lựa chọn giới tính khi mình sinh ra. Và cũng không có bất kỳ một ai trong cuộc đời này có quyền bắt người khác không được thực hiện niềm đam mê và khát khao của họ. Nên là em lấy đó làm động lực và em cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình hơn, để người khác nhìn vào sức lao động của mình nhiều hơn là nhìn vào những cái điều tiêu cực mà người khác tác động. Rồi với cái thu nhập đó, em có ý định tương lai gần là em sẽ chuyển giới thành một cô gái hoàn chỉnh không? Thì khi mà em quyết định trở thành con gái là em đã có suy nghĩ là chắc chắn mình sẽ phẫu thuật. Muốn làm con gái luôn rồi. Dạ, em đã quyết định làm con gái rồi. Nhưng mà em nghĩ là em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì cái công việc kinh doanh của em nó sẽ không có đủ. Và hiện tại thì em đang thuê nhà, thì em phải trang trải hàng tháng, tiền phòng, tiền ăn ở em phải tự một mình lo hết. Rồi em phải dành dụm nữa, nên là nó rất là khó. Em nghĩ là nó sẽ khó và em sẽ phải cố gắng rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Vậy ước mơ ở trong tương lai của em, cho em và cho cả bà ngoại là gì? Thì hiện tại thì em cũng có một cái ước mơ rất là lớn, hai ước mơ rất là lớn. Đó là thực hiện tốt cái công việc kinh doanh của mình để đủ dành dụm số tiền để đi làm con gái, đi thực hiện cái ước mơ xa hơn 4 năm. Thứ hai là có đủ một cái kinh phí để lo cho bà ngoại nhiều hơn. Vì trước giờ thật sự thì em đi làm em vẫn chưa có lo được gì cho ngoại nhiều. Em chỉ tập trung vào bản thân mình nhiều, tại em cũng không có nhiều kinh phí. Thì em ước mơ có một số tiền để lo cho gia đình. Chứ ngoại giờ cũng không cần cho nó đầy đủ nó đi. Thì chừng nào nó dư mới tới ngoại. Chắc dư chắc tới xuống lỗ quá. Rồi thật ra thì anh thấy Kim là một người ở bề ngoài dịu dàng nhưng mà tính cách khá mạnh mẽ đó. Tại vì em dám mạnh dạn come out với bà ngoại ở ngay trên một chương trình talk show như vậy. Các bạn khán giả cũng hãy mạnh dạn để thể hiện bản thân mình, hãy cùng nhau bước ra ánh sáng để cùng nhau có một cuộc sống thật sự tự do và tốt đẹp. Rồi Kim ơi, bây giờ thì ngoại đã rất là thương em, rất là hiểu cho em, thì em có một lời hứa nào để ngoại yên tâm về bản thân mình nữa không? Em chỉ muốn nói ngắn gọn là con rất là cảm ơn ngoại vì ngoại đã tin tưởng và ủng hộ con trong cái cao và cái tâm tư nguyện vọng của con trong tương lai. Cảm ơn ngoại rất là nhiều. Và để kỷ niệm cái giai đoạn mới trong cuộc đời của mình á, em có muốn dành tặng ngoại một cái ôm? Nào, ôm ngoại mạnh dạn lên nào. Ôm ngoại một cái nào. Hay là mình đứng lên đi. Ôm ngoại một cái, ôm ngoại một cái. Đây là lần đầu tiên em ôm ngoại. Ôm cảm ơn ngoại. Và nhân dịp và thay mặt chương trình, Khánh Chi và Tuân sẽ chúc cho em gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặp được nhiều may mắn và thực hiện sớm ước mơ của mình trở thành một cô gái xinh đẹp. Dạ, em xin cảm ơn.